Trước sự chứng kiến của đại diện các ngành chức năng và Ủy ban nhân dân xã San Thàng, cá thể hổ đã được tiêu hủy theo đúng quy định của pháp luật về xử lý vật chứng và đảm bảo vệ sinh môi trường. Trước đó vào hồi 19 giờ 30 phút ngày 25 tháng 3 năm 2022, tại khu vực ngã ba Mường So, huyện Phong Thổ, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Lai Châu đã phối hợp với các cục nghiệp vụ của Bộ Công an, các phòng chức năng Công an tỉnh, Công an huyện Phong Thổ phá thành công chuyên án trinh sát mang bí số 0322H, bắt 3 đối tượng bao gồm Võ Văn Mến sinh năm 1984, trú tại xã Nghi Xá, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An, và Tăng Văn Phúc sinh năm 1982, Tăng Ngọc Khanh sinh năm 1993, cùng trú tại xã Diễn Lâm, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An, về hành vi mua bán động vật nguy cấp quý hiếm. Tăng vật thu giữ gồm một cá thể hổ trọng lượng trên 200kg và một số tài liệu, đồ vật có liên quan. Được biết cá thể hổ này là động vật thuộc nhóm 1B, danh mục bảo vệ động vật hoang dã nguy cấp quý hiếm theo Nghị định số 06-2019-NDCP của Chính phủ.